Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của La Binh từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Thì hôm nay mình like một cái đề tài của cái thằng Video Sound TV. Các bạn biết thằng Video này nó là cái thằng lừa bịp. Nó có cái kênh YouTube của nó có đồng một hai kênh gì đó, hai kênh thì phải. Nó tên thật của nó là Sound TV. Sound tên của cái tiếng Anh chứ không tiếng Việt nha anh chị em. Nó là Sean Lê. À, nó họ Lê. Thì thằng này nó ở Mỹ, các bạn biết nó ngày xưa nó đi lính rồi, giống như nó không có đạt được tiêu chuẩn rồi Mỹ nó cũng cho Mỹ đi về, thì nó cũng dựa hơi đó, nó lên mạng rồi nó tuyên truyền, nó chống cộng rồi nó mở ra những cái kênh YouTube của nó xuyên tạc. Các bạn biết những cái ngày đầu mà tôi thấy nó mới lên đó, nó dùng cái bộ quân phục của lính đấy, thì bây giờ lúc này nó không có đem cái đó ra để đặng mà nó bị cái gì, cái người dân mà ở trong nước người ta không hiểu mà giờ dạ cả tin đó anh chị các bạn. Thì để cho các bạn coi cái thằng này, cái thằng Sound TV này anh chị các bạn, cái thằng này nè, thằng này nó rất là mất dạy và nó xảo trá lắm. Tôi nói anh chị các bạn, mấy cái lũ chống cộng ở hải ngoại nó rất là biệt bợm. Hôm bữa tôi nghe nó like cái đâu mất rồi, tôi nghe nó like về nó nói rằng nó like vì nó nói tại sao nó nói xấu Việt Nam mà không nói xấu, mà không nói nước Mỹ. Các bạn biết nó, tôi vô tôi nghe nó like nó ca ngợi nước Mỹ, nó nói là ở Mỹ tự do súng đạn, Mỹ trong hiến pháp Mỹ là tự do mua súng đạn để chống lại chính phủ. Tôi hỏi nó, mày cho tao biết cái hiến pháp nào của Mỹ gọi là tự do súng đạn mà chống lại chính quyền Mỹ. Các bạn thấy nó lừa ghê lắm, những người nó cho những người dân trong nước ăn những cái bánh vẽ, mấy thành phần chống cộng ở ngoài, cái đám súc vật quỷ nô này nè. Tôi ghi mà đi vô tôi cái kênh YouTube của nó, tôi hỏi nó thì nó không có trả lời, nhưng mà nó khóa Facebook nó tôi, cho nên tôi vào không được nữa. Mấy cái đám chống cộng tôi đập tôi đó là không chưa phát nào đâu anh chị các bạn. Trong khi đó những cái nó ca ngợi về vấn đề mà nó nói Mỹ là vấn đề học vấn học hành đồ được miễn phí này kia đó, ở trên Mỹ nè, mày cho tao bằng chứng nào học ở Mỹ miễn phí, tiền đó ở đâu ra? Các bạn thấy tôi đưa những cái bằng chứng rồi, và tôi có những cái link những cái trang của Mỹ họ nói về những cái mà nước Mỹ các bạn, thì nó không thấy nó trả lời mà nó khóa Facebook tôi rồi, cho nên giờ mình không vào được. Cái tụi chống cộng ở hải ngoại nó lừa bịp ghê lắm quý vị ơi. Tôi về trong nước tôi thấy nhiều người dân Việt Nam trong nước họ không có hiểu, họ nghe tụi nó nói như cái thằng khùng Trung Quốc Quy cũng vậy. Mấy thằng này nó bài vậy á, nó xảo trá, nó biệt bợm, nó lừa những cái người dân. Cái thằng Sean Lê này, tụi nó đi chống cộng kiếm cơm mà, các bạn thấy ngay cả cái tụi mà Việt Tân đồ cũng vậy. Tôi vào nó chừng vài tiếng hồ nó khóa tại mình, nó chiên tạc không à. Chỉ có ngoại trừ mấy người dân trong nước mình không có cái cơ hội mình xem những cái tin tức đa chiều về những cái chuyên gia kinh tế chính trị và đất nước xã hội con người, người ta đưa ra những cái nhận định nó rất là chuẩn mực, những cái kênh chính thống nó rõ ràng đâu qua đó. Chứ còn mà mấy cái đám mà ngụy nô, cái đám chống cộng ở hải ngoại thì tôi nói chị các bạn toàn cái lũ súc vật, mà tôi ghét chuyện cái lũ mà lên mạng nó tuyên truyền láo phép. Về Việt Nam thì khi tôi ngồi trong taxi tôi đi cũng vậy nữa, và tôi hỏi tôi trò chuyện ngay, có những người không hiểu, họ nhìn nước Mỹ giống như là một cái thiên đàng vậy. Bởi vì mấy cái đám chống cộng hải ngoại các bạn biết nó bài vẽ ra, nó nghĩ nó cho người dân trong nước tưởng đâu là Mỹ là cái gì cũng sung sướng, cái gì cũng tự nhiên mà có chứ nó không phải như vậy. Mọi thứ nó có cả một cái hệ thống pháp luật thế má mô hình xã hội rồi. Nó dày đặc trong đó để nó phục vụ trong cái lợi ích xã hội. Mà các bạn thấy ngay cả hiện nay về vấn đề mà lợi ích xã hội, nó không có đủ khả năng để chi phí
Đó là lý do tại sao vấn đề người Mỹ ngày càng vất vả và họ trở thành những người sống vô gia cư. Ngay cả về nó chia sẻ về vấn đề bảo hiểm sức khỏe đổ Mỹ như vậy. Nó nói là ở bên Mỹ ai muốn đi khám bệnh là khám mà các bạn biết đại đa số người dân Mỹ họ khai phá sản bởi vì họ thiếu nợ nần về tiền y tế, họ thiếu một cách khủng khiếp, họ trả không nổi, trả hoài trả cả đời vậy đó, cho nên họ phải khai phá sản để họ trả không nổi nữa, nó vẫn chịu, nhưng mà sao người dân họ, những cái người mà họ không có bảo hiểm đó các bạn, họ phải thiếu nợ nó, mà thiếu nợ nó rồi hả, nó câu lưu tài sản của các bạn luôn. Nếu mà không khai phá sản thì cái luật phá sản đó, thì nó cho cái người nợ mà về y tế đó được làm chủ mỗi thứ một cái thôi, cái nào mà hai cái thì nó tịch thu để đặng nó trừ nợ lại, chứ không phải giống như ở Việt Nam các bạn nghĩ đâu. Cái cả chuyện học đường cũng vậy nữa, biết rằng cái môi trường học của nó rất là tốt, tại vì nó là một cái quốc gia phát triển, nó phải đào tạo cái giới trẻ như vậy. Nhưng mà các bạn nên nhớ, không phải đứa trẻ nào sinh ra ở Mỹ lớn lên ở Mỹ, hay là ngay cả những đứa trẻ từ Việt Nam qua Mỹ mà nó học thành tài thành đạt đâu. Tôi nói với các bạn, có nhiều đứa nó ăn học ra rồi nó cũng không kiếm được công ăn việc làm như nó mong muốn, rồi có nhiều đứa nó học được cái bằng cấp như vậy rồi nó lại đi chuyển hướng khác, bởi vì cái cuộc sống nó thay đổi muôn màu muôn mặt muôn hình. Các bạn biết ở những vùng ngoại ô nông thôn bên Mỹ có những cái với những cái đứa trẻ nó học không tới nơi tới chốn, chứ không phải là không biết rằng cái môi trường học nó rất là tốt, nhưng mà không phải là ai cũng đón nhận được những cái môi trường đó, nhất là những cái vùng nông thôn của nước Mỹ các bạn, cái vùng gọi là urban hay là rural area, cái vùng đó, những cái vùng đó, vùng ngoại ô nông thôn rồi đó, họ còn nhiều khó khăn, trường học và những cái cuộc sống nó còn thiếu thiếu học sao, chứ không phải giống như mấy cái đám ngụy nô như cái thằng Sơn Lê nó tiên truyền đâu. Bởi vậy ngay cả tôi về cái anh mà anh đang ở, anh không có nhà ở, cho ở xin cái chỗ ở của tôi cho anh ở vậy, cái trò chuyện với anh có hiểu, anh nghe mấy tụi chống cộng hay ngoại nói anh tưởng nó thật không, khi tôi nói chuyện với anh nói cả con tôi nào vậy, tôi tưởng đâu là nước Mỹ là ngon lắm, thì nó có cái phần tốt và nó cũng có cái mặt xấu, và không phải ai cũng đạt được cái gì đó. Anh nói ai cũng bây giờ người Việt đi trong nước bây giờ ai cũng muốn qua Mỹ chứ, nếu anh qua Mỹ anh làm gì, không lẽ bây giờ anh đi làm cu ly, anh sống bên đó vất vả. Tôi đưa ra những cái YouTube mà của những cái người ở bên Mỹ bây giờ họ đưa lên, như là Hằng Cali rồi Phượng Cali rồi, các bạn nói về đời sống vô gia cư đó. Ông không tin luôn các bạn, ông nói ông qua Mỹ ông đi xin ăn cũng được nữa. Các bạn thấy có nhiều người họ nghe mấy cái tụi chống cộng hay ngoại nó cho ăn cái bánh vẽ, họ mơ, họ tưởng nó thật, nhưng mà nó đâu phải như vậy đâu. Cái cuộc sống nó nhiều người Việt của mình qua đó, các bạn biết họ cũng rất là vất vả chăm bề, có những người đi trước đi lâu rồi họ có được cái cuộc sống công ăn việc làm và ổn định thì họ đỡ vất vả hơn những người đi sau này thôi, chứ đâu phải như cái tụi chống cộng ở hải ngoại nó tuyên truyền đâu. Tôi nói với gì, cái thằng Sean Lê, cái thằng này nó rất là ô hợp, mà nó lên mạng, mấy cái tụi chống cộng nó lên mạng lúc nào cũng ăn mặc rồi áo vest cà vạt rồi nào là nó ngồi đi xe nhà cửa rồi nó làm, nhiều khi ăn uống của nó đồ gì nó làm giống như là xa xí phẩm, nó xa xí lắm, nó chỉ bị dân xảo trá thôi. Cái thằng Sean Lê thì tôi đã like nói về nó mấy lần rồi, chứ không phải đây là lần đầu nữa. Các bạn thấy vào trong cái kênh YouTube của nó tôi phản biện lại những cái gì mà nó nói, trời, và tôi đưa ra những cái link của Mỹ đó để đặng cho nó phản hồi, mà nó phá cái YouTube thì cho nên tôi không vào được nữa. Chính vậy hôm nay tôi like để gửi đến bà con người dân trong quốc nội hết sức cẩn thận,
cuộc sống mưu sinh mà, ở đâu cũng phải làm mới có mà ăn thôi, không có cái gì mà tự nhiên nó có cho mình cả, không ai cho mình cả. Ở Việt Nam này mình làm, mình chịu khó, mình cần cù, mình lao động rồi biết tính trước tính sau thì cuộc sống nó cũng tạm ổn, nó cũng ổn định thôi. Còn nước Mỹ các bạn thấy người ta làm, ta đi làm, ta đóng thuế rồi phải trả đủ thứ cho chính phủ, một cái cơ chế các bạn thấy nó lấy thuế dân phạt mạng, từ cái nhà cái xe rồi mọi thứ cái gì nó cũng phải thuế, thế nó đóng gần cả 100 các loại thứ thuế và lệ phí, cho nên nó không phải như Việt Nam. Việt Nam mà áp dụng cái luật thuế như Mỹ, dân mình không thể nào chịu nổi. Và chính vì đó nó tạo ra những cái phúc lợi xã hội, các bạn thấy bên Mỹ không? Và mấy cái tụi chống cộng như thằng So Lê TV này đó, và thằng Trương Quốc Quy, rồi mấy cái đài như tụi Việt Tân đồ, nó lên đó nó mị dân, nó lừa những người dân trong nước, những người mà người ta không hiểu về nước Mỹ. Họ cho đó là ồ sao mà nước Mỹ nó giống như một cái thiên đàng vậy. Tới nỗi mà nói chuyện với một số những người dân mà lao động, họ cứ mơ tưởng thì họ nghe mấy tụi đó nó tiên truyền các bạn. Họ nói tới nỗi mà họ nói con chó mà nó cũng còn muốn đi qua Mỹ nữa. Tôi bó tay rồi tôi lắc đầu. Tôi nói tại vì họ mê muội. Họ nghĩ rằng họ nghe cái số tiền 15 đồng giờ, tôi nói làm 15 đồng giờ bên Mỹ làm sao mà anh sống nổi, lao động phổ thông mà 15 đồng bên Mỹ anh chi phí cũng không đủ nữa. Họ nói tại sao mà không cho họ đi, nói anh muốn đi nhưng mà người ta thằng Mỹ có cho anh vô nước họ không. Họ phân bì lại tại sao người giàu được đi, người nghèo không được đi. Thằng Mỹ cũng như nó đi tìm những cái người mà có tiền thì bỏ ra, lại họ có tiền họ muốn đi tìm những cái gì mới lạ và những cái thứ dân trí nó cao hơn để đặng mà họ học hỏi. Còn với mình lao động phổ thông, tôi nói qua đó hả, nào là ngôn ngữ rồi công ăn việc làm nè, bằng cấp nè, mọi thứ trong cái cuộc sống nó rất là phức tạp, chứ không phải giống như mà cái tụi mà chống cộng ở hải ngoại nó tiên truyền đâu. Tôi nói cái thằng Son Lê nó rất là xảo trá và bịp bợm. Tụi nó lên mạng mục đích của nó làm sao nó câu view, nó câu like, nó giống như thằng Trương Quốc Quy vậy đó. Các bạn thấy lên tìm cái ngồi đã rã tối ngày nước Mỹ của tao, nước Mỹ ở bên Mỹ người nghèo thì ăn đồ hộp, các bạn biết đồ hộp bên Mỹ toàn là đồ thuốc hóa chất rồi không. Ở Việt Nam bây giờ tôi nói sông hồ mương chỉ cần đi ra cầm cái câu đi vớt đi bắt cá thôi cũng có cá ăn nữa, với mương ao hồ bây giờ cá thì ghê hồn luôn, chứ không phải như là ở bên Mỹ cái gì nó cũng trong lạnh rồi vô hộp đồ ăn hóa chất dư thừa thải bỏ ra mới cho những cái người vô gia cư ăn. Các bạn thấy đó, chứ nó phải là đồ mới sản xuất nó đem ra nó cho những người vô gia cư ăn đâu. Cái người nghèo bên Mỹ họ cũng khốn đốn trông chờ vào chính phủ, trong khi đó thằng chính phủ nó cứ ngồi đó nó đấu tranh cho những cái nhóm lợi ích của nó thôi, còn dân của nó chăm bề vất vả, có nhiều đứa gia đình nó khủng khiếp lắm chị các bạn ơi. Các bạn thấy nếu mà nói là nền giáo dục của Mỹ công nhận nó cao và nó tốt thật, nó làm cho những đứa trẻ bị quan tưởng và sống ảo. Các bạn thấy nó về nó giết cha giết mẹ giết anh giết em giết bạn bè và nó tạo ra những cái nan đề trong xã hội rất là ghê gớm và kinh khủng, chứ không phải như các bạn nghĩ đâu. Không phải có nhiều người, tại vì dân những người dân mà lao động phổ thông họ chưa có hiểu, họ chỉ nhìn cái vật chất thôi. Ngay cả tôi giải thích với họ là tô phở bên Mỹ bây giờ là 18, 19 đô rồi, trong khi đó ở Việt Nam 25, 30 ngàn tô bình dân là ăn no rồi. Các bạn thấy, cho nên mấy cái tụi chống cộng hải ngoại, tôi mà đập tôi nói là không chịu phát nào. Tôi bảo đảm với quý vị, những gì tôi nói là có bằng chứng.
chứ không phải tôi lên đây tôi chép gió. Mình không phải là mình tôi nói xấu nước Mỹ cái gì, những cái gì thông tin là tôi đưa ra từ ở trong nước Mỹ của những người chuyên gia, những cái người mà ta nghiên cứu về xã hội học, kinh tế học, chính trị học để tham khảo và tìm hiểu, chứ không phải là tự nhiên tôi lên đây là để câu view, câu like và chém gió thì lừa người này người nọ. Tôi chưa bao giờ lừa ai cả, tại vì tôi yêu quê hương đất nước Việt Nam, cho nên tôi muốn cống hiến một cái tiếng nói của tôi trong quê hương để đặt mà vạch mặt những cái đám chống cộng của nó, có lợi những cái tự do dân chủ của Việt Nam. Các bạn thấy những cái truyền thông báo chí của Việt Nam không có siết chặt vấn đề an ninh, có lợi dụng những cái cơ hở đó và nó nhắm vào những thành phần tầng lớp lao động phổ thông trung lưu để gây ra bức xúc cho người dân. Như cái thằng Son TV, các bạn thấy ngay cả thằng Trương Quốc Huy, mấy hôm hổm tôi có like trực tiếp khi mà tôi đấu lý với lại mấy cái anh này, thì có một số người kia tôi bắt tôi phải xóa. Các bạn thấy tôi đấu lý một cách trực tiếp để các bạn thấy nhiều người dân trong nước họ nghe mấy cái đám chống cộng hải ngoại nhưng mà họ không hiểu, bởi vì họ chỉ nhìn thấy những cái bức xúc về một số quan liêu chính quyền ở địa phương, rồi họ quay qua họ tức giận và họ đứng về phía những cái thành phần chống phá đất nước. Các bạn thấy rất là tiếc, nhưng mà mình khi mà tôi thì cứ giải thích với họ thôi, chứ mình phải biết làm sao, các bạn thấy không? Ngồi trong xe taxi cái gì thì khi tôi hỏi mấy em taxi rồi phải cuộc sống mưu sinh làm ăn chạy taxi, mấy em thì chỉ nghe có một gì, nghe mấy thằng chống cộng hải ngoại nó tuyên truyền nói là bên Mỹ sướng ngon thế này, tôi nói chuyện này em ơi, ở Việt Nam em chạy taxi như vậy em còn kiếm sống, em còn kiếm sống nuôi vợ nuôi con, ở bên Mỹ anh biết nó khó khăn chăm bề vất vả, những người chạy taxi cuộc sống của họ cũng lên đên, ở bên này còn có bà con anh em thân nhân người thân bỏ quê hương ra xứ người ta rồi làm coi như là chẳng biết giờ giấc ngày tháng luôn, chứ không phải là đơn giản đâu. Cho nên tôi chỉ truyền cái thông điệp này về với quê hương, với đất nước, để cho những người dân mà lao động phổ thông hết sức là thức tỉnh, đừng có nghe mấy cái đám chống cộng hải ngoại, tụi nó toàn là xảo trá và một bợm không, nó mục đích của nó làm sao là để gây cái sự bất ổn an ninh chính trị của Việt Nam, để gây cho Việt Nam trở thành cái quốc gia gọi là chiến tranh đau thương. Chúng ta hãy nhìn những bài học như là Ukraine hiện nay, các bạn thấy đất nước tan nát, người dân khốn khổ, rồi những cái quốc gia mà nó tranh giành quyền lực với nhau, các bạn nhìn thấy người dân vẫn là những nạn nhân. Còn trong đó Việt Nam, cuộc sống người dân họ đang phấn đấu và cố gắng lên từng ngày từng giờ, biết rằng cơ chế ở cấp địa phương nó còn có những mình đang like nó bị cướp mạng rồi. Thôi thì mình cũng dừng lại đây. Xin chào quý bạn chưa các bạn nha. Bye bye. Mình tiếp tục công việc làm đây.